Yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game hay tại thế giới mình đây, từ đường phố đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc và video cho anh em xem video về online xe thì đăng ký kênh cho kiếm phải rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với clip đó là chấn chỉnh tem độ anh em và cập nhật con đe quà code mới của Lamy vui chơi sự kiện các kiểu anh em. Hôm qua thì ở trên buổi livestream tôi có thảo luận qua với anh em một vấn đề, thì chắc là anh em đến giờ chắc cũng xem tiêu đề các bạn biết rồi. Hiện tại thì tôi có đến tận hai cháu Nissin E5 anh em, trong đấy có một cháu khá là ok, còn một cháu thì cũng bình thường thôi, cũng không gì đặc biệt cả. Thì hôm qua cũng có nói qua với anh, cháu này sao mất trang bị à? AD10 sao không anh em? Rồi. Thì cũng nói qua với các bạn thì sau hơn một, thì nói chung thì cũng tính rồi, nhưng mà đây anh em, tình hình hiện tại rách của tôi thì đang sẵn ở đây bao nhiêu phòng để thế nào anh em. Ủa kìa, sâu đấy. Đó, đây đây anh em, đây đi gì nào và kéo máy ra anh em, đây đây rách đây các bạn, đây 5 9 13 16 à, 16 thiếu 4 cháu à, thiếu 4 cháu nữa anh em. Tôi đang băn khoăn không biết là nâng win hay là lưng nên nâng correct các bạn, vì hai cháu này đều đang 16 form anh em. Đây bên win cũng vậy anh em, win cũng 16 cháu ạ. Đây bên gia win nhà tôi cũng 16 cháu bạn, đây 1 tầng 2 3 4 này. 46 anh em cũng 16 cháu mà 26 cháu đủ, 20 cháu đã đủ E5. Thì tôi đang băn khoăn không biết là lên nâng win hay nâng rách trước các bạn. Đó, hơi băn khoăn. Đấy, video ngày hôm nay thì cũng lên sóng là chắc chắn là sẽ nâng anh em. Còn win hay rách thì từ để tôi tính anh em, nâng win hay rách cho ta. Hơi đắn đo đấy nhỉ. Từ các bạn để tí xem nào. Đúng rồi, này không kiểm tra, bây giờ kiểm tra lại rồi thì thấy giờ lên nâng win hay rách thì ta. Nếu như nâng rách thì chúng ta sẽ bỏ Nissin luôn anh em nhé, bỏ một Nissin đi luôn. Tôi sẽ chuyển trực tiếp luôn các bạn, đây này. Sẽ đồ trực tiếp này luôn anh em, cho nó gọn. Lâu lắm rồi chúng ta cũng không làm mấy clip như này. Đó, nếu mà lại chúng ta sẽ bỏ thẳng trực tiếp này luôn. Cho rách lên. Trước tiên thì quên, lại còn một vụ nữa anh em, chúng ta đi cập nhật cái quà bên đấy anh em. Bên web sự kiện anh em nhé. Đây, hôm qua cũng nhiều anh em trên live cũng bảo, một số anh em bảo tôi là thông báo anh em đi. Ok, đây các bạn. Thì như anh em cũng đã biết thì trong tuần vừa rồi chúng ta có một cái chuỗi sự kiện khá là ngon mà anh em hiện tại vẫn đang chờ, đó là quản tù tề cùng làm mê anh em. Thời gian sự kiện là từ ngày 11 cho đến ngày 25, mà hôm nay là ngày 17 rồi anh em. Vậy là vị trí chúng ta còn 8 ngày nữa. Thì hiện tại thì ở đây anh em, sự kiện chúng ta cũng đang diễn ra rất là ok, số lượng anh em tham gia thì cũng khá là nhiều. Đây, hiện tại đây anh em, sự kiện đây. Ở sự kiện này thì các bạn săn thì các bạn sẽ có 3 phần code, thì chắc là không phải hướng dẫn lại rồi đâu anh em. Code thì vẫn phát trên kênh bình thường đó, anh em nào hứng thú thì bên kênh hiện tại mình đang có một cái mini game đấy anh em, mini game nhận thẻ Gosu với cả code này. Đây anh em là chưa tham gia thì kích vào trong kênh xem video và tham gia nhé. Đây anh em, đó có đây anh em, có thì chúng ta ba cái đấy bạn, này tư lệnh ngọt này, đó, hiệp sĩ bánh quy, đó crack thiên thủ, đó ba có anh em. Thì ngoài vấn đề này ra thì còn một phần quà rất là ngon dành cho tất cả anh em trong game luôn anh em, ALL luôn, quà ALL đó, quà tổng hợp chung tay nhận quà. Hiện tại thì chúng ta đã săn đạt được 1.440.000 lượt rồi anh em, chúng ta còn thiếu đâu đó gọi là 60k thì không đúng anh em, 59k, thiếu tầm 59k lượt săn nữa anh em. Để pull phần quà này thì chúng ta sẽ thu về, tôi nghe nói là đâu đó 20k kim cương anh em, mấy mét đá nâng đồ các kiểu anh em, chúng ta thêm form correct. Đây, phần quà 2 mét khá là ngon anh em nhá. 50 mét belly, 10k kim cương, 20k gỗ, 5k kim loại và 50 mảnh tướng correct. Thế nên là phần quà này khá là ngon anh em. Thời gian thì tuy là hãy còn dài, bạn 8 ngày nữa lận, nhưng mà cũng là một lời kêu gọi mong rằng anh em sẽ chung tay góp sức anh em. Đó, còn đâu đó hơn 600k chứ nhỉ, quên, nói nó lộn anh em, 60k đâu ra 60k anh em. Ở đây là vị trí chúng ta còn 560k các bạn, 560k nữa anh em, đó, rất là nhiều luôn. Thế là mong rằng anh em chung tay góp sức để săn sớm đạt cán mốc 2m để có thể full quả ALL lần này để tất cả anh em cùng hốt các bạn nhé. Quà này là quà Odin Server anh em, tất cả mọi người đều nhận được, đấy là anh em cùng nhau chung tay góp sức các bạn nhé. Mọi người một xíu để cùng săn ạ. Ok anh em, sau một hồi suy nghĩ thì chắc tôi sẽ lên vẫn phải chỉnh ý các bạn. Thế nhưng mà thôi anh em, quyết định cuối cùng rách trước các bạn nhá. Lên thêm một cháu rách trước các bạn, rồi.
Ok, 4 form. Để thêm 4 form đấy anh em, vậy là chính thức đã đủ form cho correct. Ok anh em, giờ thì chúng ta sẽ tiến hành tạm biệt cháu Ichiji. Đây. Để cho cháu correct về đội anh em. Đây là cho nó cho ngấy không nhỉ? Để vào chỉnh lại thuyền cho ngấy nữa anh em mà công. Rồi, vừa đẹp anh em. Đây. Đầu lắm rồi bên làm cái vụ dịch chuyển này. Thật sự nó hơi tiếc cho Ichiji anh em. À, Lee Jin gọi hơi tiếc cho Lee Jin, bởi vì khả năng Lee Jin thì tôi vẫn thích chơi, nhưng mà dù sao thì vẫn phải bám theo meta mới anh em, vì con nào lại là tốt của bạn không là đột theo theo từ bỏ được việc theo đuổi meta mới anh em. Ok. Ok. Hạm đội. Ở trong thuyền có thật các bạn, ở trong thuyền có này. Được rồi. Giờ lại còn không rõ là anh nào nữa cơ. Đấy, hai anh nận các bạn, đây. Rồi điều chỉnh này, Kinemon vào. Đây cũng điều chỉnh qua anh em. Toàn mấy mét lục tức không các bạn, rồi dâu đen vào tạm. Ok. Rồi. Lần này thì chắc là hợp thức hóa rồi đấy anh em. Lần này là hợp thức hóa rồi. Rồi ok các bạn. Ok. 9 mét đá lưng đồ nữa à. Rồi tuyệt vời các bạn nha. Đây. Nó đây các bạn, đây mới đúng này, nhìn là biết à. 3 mét. Đá lưng ô phải nâng được đồ lại à. Rồi rồi ok các bạn, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào hàm đội để chỉnh lại cái đây anh em. Ok điều chỉnh này, Nizin. Ok, lại có chỗ bố già đây ta. Cái chỗ này tôi nhớ không nhầm là của Kinemon từ anh em. Rồi, Kinemon rồi. Đây anh em. Rách vào đây. Cái này là của đây anh em. Đó, Kinemon này. Chuẩn luôn. Rách có thêm đồ gì không? Trong rách thứ hai này có thêm đồ gì không anh em, để xem nào. Có vẻ là không có thêm đồ gì nhiều anh em, nói chung thì vẫn vậy thôi. Hôm nay tôi cũng có 30k búa rồi à. Định đích vài trăm k rồi sấy anh em, nhưng thôi chắc này sấy luôn đi. Mong rằng sẽ ra được một số đồ tôi mong muốn anh em. Danh sách. Bỏ dâu đen ra cho Win vào này. Win rách Sanji Kinemon Kata. Còn ai nữa không ta? Ok, ở đâu correct anh em nhỉ? Này correct đi, này correct các bạn. Bỏ Sanji ra này correct vào các bạn. Rồi ok. Từ đầu chưa thấy gì. Tiếp tục. Rồi thêm một món cho Kinemon anh em. Một món nữa cho Kata. Ok, ngon. Hai món rồi. Chưa thấy món gì nữa anh em. Lại món nữa cho Kata này, hai món cho Kata nhá. Quay Odin thêm một món anh em. Có ai không? Không có các bạn, lần này không có ai. Lại Kinemon ạ. Win có thêm một món nữa các bạn. Odin tiếp, ngon lành. Cái này thì để cho Win anh em. Lấy cho rách đây đi, rách đây anh em. Ủa rách là gì? Rách là kiếm sĩ anh em. Lấy thêm đồ cho rách nữa các bạn. Rồi. Ok, giá chính lại này. Đầu tiên là đây. Đó. Thêm đồ. Rách này, thêm vào. Ok, lấy đồ của ai vậy? Giờ không sao các bạn. Kata đâu rồi? Win thêm đồ này anh em này. Rồi, win thêm một món nữa anh em, ngon lành. Đây Kata.
Hiểu được không? OD anh em, OD hiện tại có hai món nhá. Rồi. Thêm được một món thôi các bạn, OD thêm được một món thôi. Hay là có cần lộn lộn qua cháu nào không ta? Có anh em lên lắp này không có lộn cháu nào hết á. OK, thế là ổn rồi. Thì cái này là cũng ổn rồi các bạn. Mùa tới này có vẻ ngon lành con tim con nạc này rồi anh em. Giờ thì quang úp cho correct mới về đội nào. Cháu này thì deal HP trước các bạn, HP trước. Giờ tôi deal ấy nha, deal xong tôi quay anh em coi. OK anh em, tình hình là vừa mới luyện trong đám tướng các bạn này, lại thu thêm ít kim cương quả cáp. Tôi cũng đang nảy ra một ý định khá là hay. Ngày mai khi ngồi rảnh tôi sẽ ngồi đẩy hết form của đằng này anh em. Đấy, ngồi đẩy mãi chưa xong các bạn. Đây Gamma thì hiện tại cháu nó mới nâng lên được gear 3 thôi anh em. Gear 3 thôi, được chiến hiện tại là 4 triệu 2 anh em nhá. Đây, giờ tôi mới đẩy anh em. Đó, 4 triệu 2 giờ đẩy phát sẽ lên được bao nhiêu các bạn. Một phát lên 70% luôn anh em. 70. Rồi, cầm cũng vậy anh em, cũng lên 70 hết các bạn. Chứ thoải mái rồi, OK 70% hết anh em rồi. 4,6 triệu các bạn, hiện tại ô kìa, sao lực chiến yếu nhờ. OK, cho correct 26,7 triệu. À rồi, rồi rồi anh em, để tôi kiếm xem nào có món bảo vật đi không. Từ anh em vào túi nha, còn thiếu món bảo vật các bạn. Ngày mai chắc chắc ngồi đẩy thêm form ấy lên anh em. Mấy form E5 đồ lên. Bảo vật vàng. Và đây anh em, đây. Bảo vật đó tùy chọn. Mười tám phần trăm máu à. Đấu sĩ không phải món này anh em, cái món kia cơ. Không có rồi. Toàn thế nhờ. À đây 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 rồi các bạn. OK anh em, đây. Rồi OK các bạn, đấy hoàn tất cho crack nhá. Đây các bạn, 4,6 triệu. Đấy, giờ mang cái món bảo vật rồi. Để tôi vừa lấy về rồi mà. Đây 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 các bạn, đây. Đây anh em, giờ dùng nâng lên đã. Rồi một lần, đồng ý. Hai phát, ba, lộn các bạn, bốn. Hôm nay dùng đây, ui trời, nỡ tay dùng một cái, dùng anh em dùng một đám giờ đi nâng, khó không? Trời, đúng đời anh em. Nói chung là chuẩn bị mùa này comeback đỉnh luôn anh em. Rồi, 5,1 triệu. Đó, hiện tại rách cũng lên được 5,1 triệu rồi. Mai thì chắc đẩy form lên xong thì chắc đẩy pull ghê ấy luôn anh em. Game 4 cho nạc này luôn. Đấy, ma game 4 luôn. Đấy, hiện tại cho nó đây anh em. Đó, con lành thỉnh đào. Đi giao lưu phát nhờ, mất công lâng rồi anh em. Mai chung rảnh tôi đang tối, tôi sẽ cho anh em xem kết quả. Rồi, con này kết bạn với mấy ông xong, đang mới đi giao lưu đâu hết rồi. Ông cha gừng đâu rồi. Ok à. Và mới kết bạn với mấy anh em, ngược chiến cũng khá là OK các bạn. Đâu rồi, làm ván anh em. Đây, đem bán lại 30 củ đây anh em này. Đấy, nhưng mà là hai rách thì cũng hơi khó nhờ. Bởi vì tôi thích chơi cu lù anh em, mấy cậu đen. Đấy như này anh em, đó, chơi team này đi. Không cần Lamy cũng được các bạn. Đấy, giờ hai rách đứng đầu. Rồi, cho hai cháu correct đứng đầu anh em. Quay đội hai cháu rách anh em, rách hạn hán, rách năm cũ. Đấy, cho hai rách năm cũ đứng đầu. Hôm sau lần nốt win nữa anh em. Nói chung mùa này chỉ bị còn 4 ngày nữa là vào thi đấu đấu trường Corinda rồi. Ngày mai là phải nâng dần còn đẩy game ma anh em. Đẩy game ma xong lại còn chuẩn bị lên thay đổi tem đội hình các bạn. Cái mùa này lại còn vẫn đảm bảo top 1 anh em. Đó, giữ ạ, top 1 dài dài. Ôi kìa. Toàn thế. Ôi kìa. Không có Lamy có vẻ đội mình hơi lấn cấn rồi. Trông thế không có Lamy đội mình trông lấn cấn quá anh em.
Mất luôn OD nè, mới sợ. Ô kìa, đi team bằng giống nhau thì toàn được các bạn. Hàng hai rách theo thì không ăn được à? Vô lý, không thuyết phục. Không thể thuyết phục được anh em. Rồi xong, quả này toang rồi. Quả này là toang rồi anh em ạ. OD đâu bạn còn thì toang rồi anh em, chắc cú luôn. Riêng ai không biết các bạn, nhưng nhìn thấy OD còn là toang rồi. Đấy, biết mà. Ô kìa. Ô kìa. Ô kìa. Ô kìa, vẫn win anh em. Ok, tình hình là như thế anh em nhá. Đây, nãy thì cũng ngồi rảnh đâu, khỏe qua anh em. Đây, nãy giờ ngồi cũng nâng được 2, 4 này. 4 cháu N 10 sao rồi. Nãy giờ đẩy phôi 10 sao thôi. Form 9 sao thì tôi không còn nhiều anh em, còn 2, 4, 5. Nhưng mà tí tôi sẽ đẩy thêm. Nói chung ạc này chắc, cá nhân tôi nghĩ chắc phải đẩy lên được ít nhất là 20 cho đến 30 cháu 10 sao. Nói chung cứ lâng xong đến đoạn nào nâng cấp thì tôi sẽ quay anh em coi. Nhưng mà 10 sao tôi sẽ lâng trước. Nhưng mà xem được bao nhiêu cháu tôi quay anh em coi nhá. Nhưng ngày mai tôi sẽ giá bằng sạch con lạc này luôn. Ngồi dành đúng một ngày, tôi sẽ dành một ngày tôi giá sạch con lạc này anh em. Lên form 10 sao hết để xem được bao nhiêu cháu anh em. Và tôi sẽ quay anh em qua video tối. Anh em nào hứng thú đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để dõi theo video nhé. Giờ thì bye bye.